Vừa tham gia huấn luyện, vừa kết hợp làm công tác dân vận, không chỉ là một hoạt động truyền thống trong nhiều năm qua, mà đã trở thành nét đẹp của lực lượng dân quân thành phố Đà Nẵng, ghi nhận được thực hiện tại quận Sơn Trà. Thực hiện kế hoạch huấn luyện kết hợp công tác dân vận vận động quần chúng, hơn 300 chiến sĩ dân quân tại chỗ của quận Sơn Trà đã tham gia hưởng ứng làm công tác dân vận trên địa bàn quận, tạo nên một ngày hội sôi động và đầy ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn trong thời gian vừa qua. Dành ra một ngày trong nửa tháng huấn luyện tập trung, các chiến sĩ sao vuông đã tích cực tham gia dọn vệ sinh nơi công cộng, nhà văn hóa thôn, ra quân dọn vệ sinh môi trường bờ biển. Ý nghĩa hơn là các hoạt động chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, tặng quà học sinh nghèo, hộ khó khăn đã tạo động lực để người dân vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Tổ chức ra quân dọn vệ sinh, làm công tác dân vận ở các khu dân cư đảm bảo đúng theo kế hoạch, thực hiện tinh thần đoàn kết giữa quân với dân và giữa địa phương và các khu dân cư tổ dân phố. Tham gia đợt huấn luyện năm nay, cán bộ chiến sĩ dân quân quận Sơn Trà đã dành hẳn ngày cuối tuần để chia thành nhiều nhóm dọn dẹp vệ sinh tại công viên và khu đất trống trong các khu dân cư trên địa bàn phường Nại Hiên Đông. Đây là những địa điểm công cộng tồn đọng lượng rác thải lớn, cây cối tùm làm mất mỹ quan đô thị. Ngoài việc tổ chức cho lực lượng dân quân dọn vệ sinh sạch sẽ, thu gom phế liệu, các tỉa cây cối làm đẹp các khu vực công cộng, các chiến sĩ dân quân còn góp phần tuyên truyền, vận động người dân ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay vì một đô thị xanh, sạch đẹp. Theo chủ trương của Đảng ủy và Ban phường, thì sáng nay để triển khai cái dọn vệ sinh xanh sạch đẹp ở khu vực Nại Nghĩa, thì tôi cũng vận động cho bà con trong tổ và các tổ trưởng dân phố, cũng đoàn anh chị em trong cái nhân dân tự vệ và vũ trang để làm cái khu vui chơi ở khu vực Nại Nghĩa rất là xanh sạch đẹp. Hôm nay tôi cùng lực lượng dân quân phường dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn. Tôi cảm thấy đây là công việc ý nghĩa để gắn liền mối đoàn kết giữa quân và dân. Cũng trong dịp này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự quận Sơn Trà cùng lãnh đạo địa phương đến thăm tặng 15 suất quà cho gia đình chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Những món quà từ sự đóng góp của lực lượng dân quân đã góp phần động viên hậu phương người lính, tạo niềm tin tưởng phấn khởi để các chiến sĩ dân quân vững tin hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong tôi thành quân sự tốt, trở về nhờ chính quyền địa phương quan tâm và chăm sóc, có món quà chi đó và tặng cho cháu viết cảm ơn. Qua cái công tác dân vận lần này thì thay mặt lãnh đạo phường thì cũng hết sức là mong muốn chúng ta tiếp tục duy trì và phát huy nhiều hơn nữa các cái hoạt động công tác dân vận, đặc biệt là tuyên truyền vận động trong cái lực lượng dân quân tiếp tục tham gia tổng dọn vệ sinh, đặc biệt là các cái lô đất trống trên địa bàn để từng bước nâng cao cái xây dựng cái môi trường của phường cũng như là của quận ngày càng xanh sạch đẹp hơn trong cái thời gian đến. Huấn luyện kết hợp với dân vận vừa tăng hiệu quả huấn luyện, vừa góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, đẩy mạnh chính sách hậu phương quân đội. Qua đợt huấn luyện này, chiến sĩ sao vuông thành phố Đà Nẵng đã trui rèn thêm ý thức và kỹ năng về công tác dân vận, vận động quần chúng, hình ảnh chiến sĩ dân quân thân thiện, nhiệt tình, ngày càng gần gũi với mỗi người dân.